Hi guys, cô chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ làm sang đề thi thử giữa kỳ của trường Kinh môn Hải Dương. Và đề giữa kỳ này thì được biên soạn theo pho minh họa mới của bộ, nhưng mà cô thấy là mức độ nhẹ nhàng hơn so với pho minh họa. Tức là vẫn cấu trúc như thế nhưng mà đề dễ hơn. Có thể là phù hợp với thi giữa kỳ đúng không? Dành cho những bạn theo khối và không theo khối. Đó, mấy hôm trước thì cô có livestream trên TopTop và tặng rất nhiều sách. Sau 3 buổi livestream trên TopTop thì cô đã tặng gần 70 cuốn sách. Đúng không? Chưa bao giờ cô tặng nhiều như vậy. Các bạn nhớ tham gia nhé. Phải nhớ tham gia tuần này thì cô cũng sẽ tiếp tục livestream trên TopTop vào thứ tư và tối thứ tư và tối thứ sáu. Đó, chúng ta nhớ lịch tối thứ hai và tối thứ năm thì cô sẽ livestream trên fanpage chữa đề thi giữa kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cái đề thi này. Đó. Khi mà cô chữa thì các em sẽ thấy là nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cái form minh họa hay là những cái đề thi thử của cô. Và cô nghĩ là phù hợp với thi giữa kỳ đúng không? Dành cho các bạn theo khối và không theo khối. Thì ở đây tiêu đề nói về Steve Jobs, Father of Apple. Ông này ông ấy sinh ngày tháng năm này ở San Francisco, California. Thì khi đi với một cái thành phố đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng mạo từ, chúng ta sẽ dùng giới từ là in. Đó, các bạn sẽ nói đi với in khi mà đi với những cái địa điểm lớn như là về thành phố. Còn khi mà nói về những cái địa điểm nhỏ hơn thì chúng ta sẽ dùng là at các bạn nhé. Vậy nên câu số 1 chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Cô thấy ánh dương đúng rồi. Bạn thành viên muốn hỏi và là em cũng thấy dễ hơn các cái đề trước. Tại vì các bạn thấy là bộ mới ra đề được chưa được 1 tháng đúng không? Mới được có 20 ngày thôi. Thì là giáo viên và học sinh không thể thích nghi kịp với một cái form đề khó như vậy. Thì cô nghĩ là đề của trường Kinh môn Hải Dương là các thầy cô rất là linh động đấy, rất là linh hoạt trong cái việc ra đề, tức là không khó hẳn như là form đề minh họa đó, để cho các bạn thi giữa kỳ các bạn không bị sốc và cũng không cần phải chia khối ra thi. Nhiều trường ở Hà Nội thi giữa kỳ còn phải chia khối ra để thi theo cái form đề minh họa mới. Như vậy là câu 1 chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Tiếp theo sang câu 2 thì cô thấy Thanh Mai chọn đáp án C. Câu số 2 chúng ta thấy đã có một cái mệnh đề đằng trước. Ông ấy đã tạo ra cái chiếc máy tính Apple đầu tiên đúng không? Và nó làm sao nhỉ? Nó đã cách mạng hóa công nghệ. Đó, which. Câu này nếu mà chúng ta dùng which để thay cho cái mệnh đề được nhắc đến đằng trước, và các em sẽ rút gọn dạng chủ động. Đó, rút gọn dạng chủ động chúng ta có 4 cách để rút gọn đúng không? Và ở đây rút gọn dạng chủ động thì các bạn sẽ dùng một cái verb in. ABCD ở đây nó đều là một verb in đúng không? Nó đã cái gì đấy, nó đã gây ra ra cái sự thay đổi cho cái công nghệ của thế giới, nó gây ra sự thay đổi đúng không? Thì chúng ta sẽ phải chọn đúng về nghĩa, nó sẽ phải là cause. Đó, cause changes, cause change, cause the technology, cause the world technology world, tức là đã tạo ra một cái thế giới công nghệ đúng không? Đã cách mạng hóa cùng thế giới về công nghệ, chứ không phải làm tồi tệ đi, không phải làm changing, weakening. Theo các bạn câu số 2 chúng ta chọn changing có được không? Which changes the technology world? Câu 2 chúng ta thấy là đã làm thay đổi phù hợp hơn chứ. Đúng không? Câu số 2 chúng ta thấy là đáp án C nó phù hợp hơn rất nhiều, đúng không? Yes, cô thấy các em chọn đáp án C đúng rồi. Không thể là gây ra được. Cái từ cause này là gây ra cái gì, đúng không? Gây ra một cái gì đấy thì nó chưa phù hợp về nghĩa, thì ở đây sẽ là thay đổi nhé. Thay đổi cái thế giới công nghệ chứ không phải làm nhanh chóng hay làm tồi tệ đi. Tiếp theo sang câu số 3 thì sao ạ? Câu số 3 câu hỏi về thì và năm 1997 thì là quá khứ đơn. Đó, dựa vào E1997 là quá khứ đơn nên chúng ta sẽ chia thì. Câu số 3 chỉ đơn giản là các bạn chia đúng thì thôi, em chọn đáp án A. Thế còn sang câu số 4. Câu số 4 đã giới thiệu ra một loạt các cái iPhone, iPad đúng không? Thì nó là đồ vật đúng không các bạn nhỉ? Nên mình sẽ dùng một cái từ để thay cho những cái đồ vật được nhắc đến đằng trước. Thì câu số 4 đáp án đúng sẽ là which. Câu số 5 chúng ta cần điền một cái từ loại là tính từ đứng trước một cái xưởng phim hoạt hình. Đúng không? Một cái xưởng phim hoạt hình nó thành công thì tính từ ở đây chỉ có duy nhất một từ đúng, đó chính là từ successful. Nên câu số 5 chúng ta chọn đáp án B. Những cái câu này nó tương đối dễ này. Chúng ta sang câu 6, ông ấy qua đời. Đó, ông ấy qua đời thì cái từ qua đời ở đây, đây là một câu hỏi về preserve, và từ câu 1 đến câu 6 thì đây mới là một cái câu khó đầu tiên đúng không ạ? Chúng ta có từ qua đời đó, nghĩa đó chính là từ pass away, từ die, hoặc là các bạn cũng có thể dùng từ deceased, từ depart đúng không? Sang thế giới bên kia. Em có thể dùng từ là go to a better place. Đây là những cái câu mà các bạn sẽ hay nghe người ta nói, hay là có một cái thành ngữ đó là kick the bucket. Nhưng mà cái cụm từ kick the bucket thì nó mang nghĩa là không được trang trọng.
nhất nhất nó chết rồi, nó nghèo rồi, kiểu như vậy trong tiếng Việt đấy, thì nó không được trang trọng như là pass away, die hay là deceased. Còn từ put away chúng ta sẽ dịch với nghĩa là cất đi, đó, để gọn vào chỗ cũ. Khi mà các bạn học xong, các bạn chơi đồ chơi xong, đó, put away. Còn take away tức là lấy để mang đi. Còn get away chúng ta sẽ dịch là trốn thoát, đúng không? Hay là thoát khỏi cái gì. Vậy nên câu số 6 sẽ là đáp án A. Đó, từ câu 1 đến câu 6 nói về cái sự nghiệp, cuộc đời và sự nghiệp của ông Steve Jobs. Cô chào Sterling, thế là Sterling mới đi học về. Các bạn vừa học cả online và offline thì sẽ rất là vất vả nhá. Đó, sẽ rất là vất vả đấy, và đôi khi là chúng ta sẽ không thể cover hết được, đúng không? Nếu mà các bạn chọn online, một cái lộ trình uy tín thì chúng ta chỉ cần theo online là được. Đó, vì cô sợ là các bạn cái gì các bạn cũng học ấy, xong rồi cuối cùng chúng ta không sâu, đúng không? Tại vì mỗi thầy cô thì sẽ có các cái phương pháp giảng dạy khác nhau. Ai mình cũng học, nhiều khi mình sẽ bị loạn đấy. Rồi, các em nhìn vào câu số 7. Câu số 7 là một cái thông báo: Let's live green in our neighborhood. Đúng, hãy sống một cái cuộc sống xanh trong khu phố của chúng ta. Một cái thông báo tới các hàng xóm láng giềng. Chúng tôi mời mọi người, invite somebody to do something. Mời mọi người làm gì? Thế thì ở đây chúng ta thấy rất là dễ, đúng không? Invite somebody to do something. Đấy, mời ai đó làm gì? Mời mọi người. Và các em nhìn tiếp thì chúng ta có make cộng với tân ngữ. Đó, tân ngữ ở đây đó chính là neighborhood, đi với tính từ nhé. Greener and healthier là tính từ. Đôi khi trong bài thi người ta cũng sẽ bẫy chúng ta ở cái chỗ make đi với tính từ này. Thì câu số 2, câu số 8, make a big difference. Chúng ta có một cái cụm collocation. Đó, hành động nhỏ có thể tạo ra một cái sự khác biệt lớn. Tức là tạo ra sự khác biệt lớn. Đấy, câu hỏi về collocation. Các thầy cô thì vẫn bám sát theo khoa minh họa, đúng không? Nhưng mà dễ hơn một chút. Câu số 9. Các em nhìn vào câu số 9. Here are cái gì đấy? Câu số 9, here are gì nhỉ? Some easy ways, đúng không? Đây là một trong số những cái cách dễ dàng để có thể sống xanh. Các bạn thấy là live green, đấy, sống xanh. Những cái cụm từ rất hay chúng ta ghi vào. Tại sao là some easy way? Some là lượng từ chắc chắn phải đứng trước danh từ, và easy là tính từ thì sẽ đứng trước gì? Cái danh từ chính là ways. Cô thấy Trà My, Đoàn Thư, Vũ Truyền, các em làm đúng. Chúng ta sang câu 11 và 12. Cô thấy là cái đề này rất 10, 11, 12, rất là phù hợp với thi giữa kỳ, đúng không? Không quá khó và cũng kiểu như là không quá dễ. Đó, bám sát theo form minh họa. Các em nhìn vào câu số 11, câu số 10 nhá. Câu số 10 cái gì đấy? Weight separate your paper, plastic and glass to reduce weight. Đúng không? Người ta bảo chúng ta là hãy làm gì đấy ạ? Separate tức là sẽ tách ra, đúng không? Phân loại giấy, này, nhựa, rồi là glass, kính, để làm sao? Để làm giảm thiểu ra. Không thể để làm giảm thiểu. Thì cái từ làm giảm ở đây đó chính là từ reduce. Chứ không thể là decline, là đi xuống. Đó, mình không nói là decline weight nha. Còn right tức là mọc, nhô ra, ló ra, increase tức là tăng lên. Và câu số 11, plant clean air and cái gì đấy, đúng không? And cái gì? Our community. Cây cối thì sẽ làm sạch không khí. Thì cái động từ clean là làm sạch, thì song hành với một cái động từ nguyên thể ở đây, đó chính là từ beautify. Đó, sẽ làm sạch không khí và làm cho cộng đồng đẹp hơn, làm đẹp cho cộng đồng. Câu số 12, chọn đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì lái xe. Thì cái từ thay vì ở đây các em sẽ chọn là instead of. Đó, từ này là thay vì này. Còn because of chúng ta dịch với nghĩa là gì? Là bởi vì, owing to, due to, do phải, vì một cái gì đó. Còn inspire chúng ta dịch là gì ạ? Mặc dù, in terms of chúng ta dịch là gì? Là về, đúng không? Về một cái phía gì đấy. Yes. Thì ở đây đúng về nghĩa câu số 12 chúng ta sẽ chọn đáp án A. Cô thấy Nguyễn Huy chọn đáp án A đúng rồi. Tiếp theo cả lớp sẽ sang phần sắp xếp cùng với cô. Câu số 13. Chúng ta sắp xếp này, ở đây người ta cho ABC thì good idea không thể đứng trước được, đúng không? Đầu câu sẽ là have you heard, nhưng đáp án đúng sẽ là đáp án B.
Đó, đáp án đúng sẽ phải đáp án B, đưa ra một cái câu hỏi đúng không? Bạn đã nghe nói về cái dự án xanh ở trường chưa? Chúng ta có thể giúp làm giảm, các bạn thấy cái từ reduce này nó sẽ đi với waste đúng không? Làm giảm chất thải và tiết kiệm năng lượng. Thì khi mà bạn ấy hỏi như vậy thì mình sẽ trả lời à một cái ý tưởng hay đấy ạ. Hay là year. Theo các bạn, câu số 13 chúng ta sẽ chọn là đáp án B, nó cũng chỉ có một B thôi đúng không? Không thể là A, C, good idea, I also bring, let's get our class to join. Đúng. Như câu 13 chúng ta thấy là chỉ có duy nhất là đáp án B là đúng. Nếu như câu 13 người ta cho là BAC thì đôi khi là sẽ khiến các bạn nhầm, đúng không? Bây giờ mình sang câu số 14 nhá. Câu 14 thì cô thấy Thư này, Trần Ngọc này, Nguyễn Cường và Trà My đều đưa ra đáp án đúng là C. Đó, các bạn chọn đáp án C trước, tức là đáp án A sẽ đứng trước. Bạn đã nghe nói gì về Malala, Yousafzai chưa? Thì mình sẽ trả lời là gì nhỉ? Tôi có nghe nói về cô ấy rồi. Cô ấy là một cái nhà hoạt động rất là nổi tiếng về giáo dục cho các bé gái. Thì đáp án đúng ở đây sẽ là A này, xong đến C, đúng vậy. Đúng không? Cô ấy đã đấu tranh cho giáo dục ở Pakistan. Và tôi rất là ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ấy. Cô đã đạt giải Nobel có phải không? Thì trả lời là gì ạ? Đúng là cô ấy đã đạt giải đúng không? Cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên khắp thế giới. Như vậy là rất tốt. Chúng ta đã sang câu 14. Các em nhìn vào câu số 15. Các bạn thấy là theo cái form đề của trường Kinh môn Hải Dương thì câu 15, câu 16, câu 17 mình rất dễ chọn được đáp án đúng dựa vào các cái liên từ đúng không? Đó, thứ nhất là, thứ hai là, hay là cái từ mà dùng để tóm lại. Thì câu 15 cô thấy Nhung này, Huy này, Tú Đỗ chọn đáp án là A. Tức là các em sẽ chọn đáp án D trước, sau đáp án D là sẽ tới đáp án C. Một bức thư đúng không? Mary thân mến, tôi hy vọng là bạn khỏe. Thì sau cái lời chúc sức khỏe thì sẽ đưa ra cái thông tin chính là gần đây tôi đã trở về từ Ý sau cái chuyến đi từ Ý và đấy là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Thì tuyệt vời như thế nào sẽ kể ra. Đúng không? Sẽ kể ra thức ăn thì rất là ngon, đặc biệt là pizza mì ống tôi thích ăn cả ngày. Thích ăn mọi ngày. Sau đó sẽ nói là hơn thế nữa, tôi còn đến thăm những cái địa điểm đẹp như là thế này thế kia. Và đáp án E sẽ là đáp án kết lại. Cái từ overall để kết lại, đúng không? Nhìn chung chuyến đi của tôi thì rất là khó quên. Đấy, và tôi rất là nóng lòng, đúng không? Muốn chia sẻ thêm với bạn. Các em thấy là đáp án E sẽ cho xuống cuối. Nên là mình sẽ chọn được đáp án đầu là D và cuối sẽ là E. Còn các đáp án khác ở giữa chúng ta phải đọc. Rồi, bây giờ sang câu số 16. Các bạn nhìn vào các cái liên từ này, additionally này, first này, overall này, moreover. Đó, moreover thì cái câu topic sentence vừa rồi chúng ta đọc là cái overall nó phải cuối cùng. Đúng không? Overall, overall nhìn chung cái trải nghiệm này thì có thể giúp bạn phát triển cá nhân. Đó, và cả về học thuật nữa, chuẩn bị cho bạn bước vào một cái thế giới toàn cầu hóa. Thì cái trải nghiệm này là cái trải nghiệm gì? Là cái trải nghiệm sống ở nước ngoài. Đúng không? Thế nên mình biết được đáp án đầu sẽ là C và đáp án cuối sẽ là D. Đáp án cuối sẽ là D. Em hỏi từ breath away á, took my breath away, tức là theo kiểu là took my breath away. Câu này gõ thiếu từ th, tức là kiểu là đẹp ná thở luôn ấy, tức là kiểu rất là trầm trồ ngưỡng mộ, thấy chưa? Đã rất là khiến cho tôi cảm thấy thích thú thì đấy là từ breath away. Chúng ta sang 17, Lã Ngọc Mai, Nguyễn Cường và Huy, các em chọn đáp án là B. Câu 17 các em chọn đáp án B hả? Thế bây giờ mình xem đáp án B, câu đầu là D và câu cuối cũng là E. Đó, các bạn thấy là nó khá là giống, cái form khá là giống với câu số 16, đúng không? Overall thì sẽ là cái đáp án cuối cùng. Đó, và đáp án đầu tiên đưa ra cái chủ đề chính, cái topic sentence, đó chính là ô nhiễm môi trường có gây ra nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới hành tinh của chúng ta. Thì đây chính là cái câu topic sentence sẽ cho vào đầu. Thì cái ảnh hưởng thứ nhất là thêm vào đó nó còn ảnh hưởng như thế này, thêm vào đó nó còn ảnh hưởng như thế kia. Và tóm lại thì nó sẽ phải là D và E, đúng không? Chúng ta chọn được đáp án đầu và đáp án cuối thì mọi thứ nó đơn giản hơn rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta sang câu số 18 và câu 19. Nhưng mà theo cái form đề của minh họa ấy thì nó không dễ như thế đâu, đúng không? Theo form đề minh họa thì nó khó hơn. Câu 18. Câu 18, Nelson là một người lãnh đạo vô cùng quan trọng ở Nam Phi. Ông ấy đã chiến đấu cho cái apartheid, tức là một cái chiến đấu chống lại, fought against, tức là chiến đấu chống lại nhé, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, là một cái hệ thống mà khiến cho người da đen, cuộc sống của người da đen trở nên rất khó khăn, là một cái hệ thống, một cái system,
đúng không? Mà khiến cho cuộc sống của người da đen trở nên rất khó khăn, thì đáp án đúng ở đây nó sẽ là đáp án A. Vừa rồi chúng ta có học là mách cộng với tân ngữ cộng với tính từ, đúng không các bạn? Đó, vừa rồi cô có cho chúng ta ghi đó là mách cộng với một cái tân ngữ này cộng với một tính từ, đó khiến cho cái gì nó xảy ra, thì đáp án B là khiến cho người da đen làm cho cuộc sống khó khăn cho cái chủng tộc apartheid là sai. Nên chúng ta thấy là chỉ có duy nhất đáp án A nó phù hợp về nghĩa và cấu trúc. Phong Nguyễn bảo là cô ơi, cô dành ra một buổi dạy model với model verb ở quá khứ được không ạ? À? Em thấy ở trên lớp khó quá. Ok. Đó, nhưng mà theo cái form minh họa thì không không có cái model verb. Đó, có thể là chúng ta học cái khóa ngữ pháp đúng không? Chuyên đề ngữ pháp hoặc ngữ pháp trên lớp của các bạn là sẽ có model verb. Thì nếu mà về model verb là các bạn sẽ phải học model verb cộng với model perfect. Qua đấy nhá. Khuyết thiếu và khuyết thiếu hoàn thành thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai thằng này thôi. Câu số 19, và ông này ông ấy muốn thay đổi cái điều này. Đúng không? Ông ấy muốn thay đổi điều này và ông ấy tin là mọi người đều có quyền bình đẳng. Ông ấy tin là mọi người đều có quyền bình đẳng thì sẽ là everyone should have equal rights. Còn đáp án A nhé, it is not, không bình đẳng để có quyền mà mọi người nên có thì nó không đúng về nghĩa. Đúng không? Đáp án A là sai nghĩa. Đang nêu ra những cái mặt tốt đẹp của ông ấy mà lại nói là không bình đẳng. Còn đáp án B nhấn mạnh vào chính mọi người, không phải. Ông ấy tin rằng mọi người, đúng không? Everyone. Còn đáp án D là không phải tất cả mọi người thì nó sai nghĩa. Đó. Các đáp án khác là sai nghĩa nhỉ. Chúng ta sang câu số 20. Câu số 20, vào ngày tháng năm này thì ông ấy bị bắt, đúng không? Ông bị bắt và tuyên án 27 năm tù. Mặc dù ở trong tù, đó, mặc dù ở trong tù nhưng mà ông ấy chưa từng từ bỏ cái ước mơ, đúng không? Thì cái cụm từ đúng về nghĩa cho câu số 20 ở đây sẽ là đáp án B. Đó, mặc dù ở trong tù nhưng ông ấy vẫn không bao giờ từ bỏ ước mơ về một Nam Phi tự do. Thì phải là mặc dù chứ không phải là bởi vì hay là chỉ khi được. Đó, cô thấy Hà chọn B đúng rồi. Tiếp mình sang câu 21 22. Các em nhìn vào câu số 21, vào năm 1990 thì ông ấy làm sao? Ông ấy cuối cùng cũng được thả tự do, đúng không ạ? Ông ấy cuối cùng cũng được thả tự do, một cái câu kết thúc là một dấu chấm. Thì đáp án đúng sẽ là đáp án B và nó phải chia bị động. Tại sao? Tại vì cái hành động release nó phải bị động chứ ông ấy không thể tự release được. Đúng không? Nó phải ở bị động. Thì mình thấy là A chủ động là sai. A chủ động là sai, C chủ động cũng là sai. Còn nếu như mà các em chọn đáp án D thì đằng sau nó thiếu, đúng không? Nó thiếu một cái mệnh đề. Đấy, thiếu một cái mệnh đề phụ thuộc. Thì không đúng. Sai vì nó là chủ động. Đáp án A và đáp án D sai vì là chủ động. Trong câu này mình sẽ cần mang nghĩa là gì? Là bị động. Ông ấy bị được làm sao nhỉ? Được thả tự do, đúng không? Được ra tù. Và câu số 22, ông ấy được bầu cử, đúng không? Được bầu làm tổng thống và đã rất là làm việc chăm chỉ để gắn kết mọi người lại với nhau để cải thiện đất nước. Tiếp câu số 22, một cái dấu chấm. Ông ấy được nhớ đến vì cái lòng dũng cảm. Thì tương tự như cái câu ở bên trên là ông ấy được thả tự do. Thì bây giờ ông ấy được nhớ đến, nó phải làm sao? Phải bị động, đúng không? Ông ấy được thả tự do, ông ấy được nhớ đến thì cái hành động là is remembered là đáp án đúng. Nên các em chọn đáp án D nhé. Cô thấy Nhung, Huy, My và Hà các bạn chọn đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần bài đọc. Đó, bài đọc ở đây thì người ta chia cho chúng ta làm các cái khổ đúng không? 1, 2, 3, 4. Từ vựng thì khá là đơn giản như là từ significant này, từ which hay là cái cụm từ được gạch chân và các bạn sẽ phải paraphrase cụm từ này. Câu 23 người ta hỏi từ which ở đoạn 2 nghĩa là gì? Visionary ở đoạn 3. Tức là nó sẽ theo thứ tự từ trên xuống dưới, đúng không? Ok, thế bây giờ mình sẽ đọc đoạn 1, đoạn 2 và trả lời câu hỏi nhé. Đoạn 1 nói về một cái người này sinh ra ở London, được công nhận như là một trong những lập trình viên máy tính đầu tiên trên thế giới. Mặc dù có cái sự hạn chế cho những cái người phụ nữ về khoa học và toán học trong cái thời kỳ của bà ấy, nhưng mà cái trí thông minh và sự đam mê cho toán học thì đã khiến cho bà ấy trở nên khác biệt. Đó, và mẹ của bà ấy là người này thì đã khuyến khích bà ấy học nghiên cứu toán học từ khi còn rất nhỏ.
trái ngược với bà ấy là một cái nhà thơ nổi tiếng. Thì các bạn đọc đến đây chúng ta sẽ thấy là bài này dường như là nói về cuộc đời và sự nghiệp của cái người này, đúng không? Đấy, của một cái bà gọi là Ada Lovelace. Đấy, Ada Lovelace, một cái nhà lập trình viên máy tính đầu tiên trên thế giới. Và cái sự đóng góp quan trọng nhất của bà ấy đến từ cái sự hợp tác của bà với một người này. Thì đoạn 2 nói về sự hợp tác. Các bạn thấy không? Đoạn số 2 nói về sự hợp tác, collaboration, sự hợp tác với một người này là một nhà phát minh ra một chiếc máy tính cơ đầu tiên mà có cái phân tích, có cái phân tích gì đấy. Đó. Và năm 1843 thì bà ấy đã dịch một cái bài báo về máy móc do một cái kỹ sư người Ý viết. Thì chúng ta sẽ, lát nữa mình sẽ trả lời từ significant nhé. Significant ở đây tức là một cái đóng góp vô cùng quan trọng, đúng không? Rồi sang đoạn 3 nào. Sau đoạn 3 nhá. Tuy nhiên chính những cái ghi chú chi tiết mà được thêm vào cái bản dịch thì đã khiến cho nó trở nên made history, tức là làm nên lịch sử, đúng không? Chúng ta học cái từ made history hôm trước cô có đăng trên fanpage rồi. Chính những cái ghi chép này đã khiến cho những cái ghi chép chi tiết này và những cái notes này, thì which ở đây là cái gì? Là những cái ghi chú. Đối, chúng ta trả lời được luôn từ which là những cái notes, những cái detail notes đấy. Nó dài hơn so với bản gốc. Nó bao gồm những cái gì được coi là cái thuật toán đầu tiên mà được thiết kế để thực thi bằng cái máy. Và điều này khiến cho bà ấy trở thành người đầu tiên nhận ra rằng máy tính có thể làm theo hướng dẫn đó để thực hiện các cái nhiệm vụ ngoại trừ những cái phép tính cơ bản. Đây các em sẽ trả lời cho cô cái từ significant nhé. Từ significant ở đâu ấy nhỉ? Đấy, câu 28, những cái đóng góp vô cùng significant. Thì trong bài người ta cho là significant contribution, đúng, những cái đóng góp significant của bà ấy, những đóng góp quan trọng của bà ấy. Thì ở đây đồng nghĩa sẽ là từ important. Thì trái nghĩa great contribution, trái nghĩa sẽ là minor. Minor tức là rất nhỏ, đúng không? Những cái đóng góp rất nhỏ thôi. Câu 28 chúng ta sẽ chọn như thế. Và cái từ which ở đây là gì ạ? Câu 23 từ which ở đây tức là những cái detail notes của bà ấy, đúng không? Đó. Các bạn thấy là câu hỏi nó cũng không theo trật tự cho lắm nên là mình sẽ phải dò. Đấy, câu số 26. Câu số 26 thì cái cụm từ được gạch chân này nó ở đoạn 2. Chính những cái ghi chép chi tiết vào cái bản dịch đã khiến làm nên lịch sử. Thì bây giờ mình sẽ xem là cái cụm từ gì nó phù hợp. Đáp án A là những cái ghi chú cá nhân. Đấy, những cái ghi chú cá nhân được cái bà này thêm vào bản dịch đã khiến cho bà ấy trở nên nổi tiếng. Her personal notes. Còn đáp án B là cái bản dịch gốc, chính cái bản dịch gốc là sai nghĩa hoàn toàn. Đúng không? Chính cái bản dịch gốc là sai nghĩa hoàn toàn vì trong bài nó có nói là dài hơn bản dịch gốc. Còn D, cái detail personal notes của bà ấy đã khiến cho cái tác phẩm của bà ấy trở nên quan trọng nhất. Và D là cái công việc dịch thuật. Cái tác phẩm, cái việc dịch thuật của bà ấy quan trọng hơn những cái ghi chú bổ sung. Trong bài người ta không có đưa ra cái so sánh ghi chú bổ sung, đúng không? Còn đáp án A là thiếu thông tin. Các bạn có biết là A thiếu cái gì không? Thiếu từ detail, cái personal note, nhưng mà nó phải làm sao? Nó phải chi tiết. Thế nên đáp án đúng cho câu số 26 sẽ là đáp án gì? Đáp án C chứ nhỉ? Sao nhiều bạn chọn A thế? Cái detail personal notes của cái bà này đã khiến cho became her world. Ờ nhỉ, đúng đúng. Nhiều bạn chọn đáp án A. Khiến cô giật mình, cô phải xem lại. Thế nếu mà các em chọn đáp án A thì tại sao đáp án C sai? Các em biết tại sao đáp án C sai không? D sai, nó thiếu cái gì? Added to the translation. Đấy, nếu mà mình so giữa A và C, mặc dù A nó thiếu từ detail nhưng mà nó vẫn có cái cụm từ là to the translation, đúng không? Chứ không phải là cái detail personal notes thiếu. Ví dụ đáp án C nào, to the translation, thì đáp án C mới đúng. Đúng không? Đấy, thế nên mình phải đọc kỹ, nhớ chưa? Chúng ta phải đọc kỹ xem là đáp án nào.
Ví dụ như đáp án A nó thiếu detail, đáp án C nó thiếu to the translation. Nhưng mà mình thấy là cái to the translation là một cụm từ vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua được. Không thể bỏ qua được, tại vì cái details note này, cái personal notes vào đâu? Vào cái translation. Nên là đáp án đúng sẽ đáp án A. Tiếp theo chúng ta đọc xong đoạn số 3 nhá, đoạn 3 rồi, đoạn 4 này. Đọc đoạn cuối cùng là đoạn số 4. What truly said, cái điều mà thực sự khiến cho bà ấy khác biệt. Đó, đấy chính là cái tầm nhìn xa trông rộng, visionary, tức là vision, tức là tầm nhìn. Đúng không? Vision là tầm nhìn, còn tính từ visionary tức là tầm nhìn xa trông rộng, cái thinking. Và trong khi cái đồng nghiệp của bà ấy, vừa rồi đoạn 2 có nói đến một cái người này là một người mà bà ấy cộng tác, đúng không? Chỉ coi cái công cụ phân tích là một cái công cụ để tính toán thôi, thì bà ấy tin rằng nó có được sử dụng cho nhiều mục đích hơn. Bà ấy tưởng tượng rằng máy tính có thể được lập trình để tạo ra âm nhạc, nghệ thuật và hơn thế nữa. Trước đó, từ rất lâu mà cái sự phát triển của máy tính hiện đại, tức là cái tầm nhìn xa trông rộng của bà ấy, đúng không? Những cái ý tưởng mà có tư duy tiến bộ của bà ấy thì đã đặt lên móng. Đặt nền móng, đây là một cụm từ rất hay nhé. Đấy, các bạn ghi cái cụm từ này. Lay the foundation for something. Đặt nền móng cho cái lĩnh vực khoa học máy tính và tiếp tục ảnh hưởng đến công nghệ ngày nay. Thì cái từ visionary, visionary tức là cái tầm nhìn xa trông rộng, đúng không? Có chiến lược. Thì bây giờ đồng nghĩa nhất nó sẽ là innovative, chứ không phải là thuộc về kỹ thuật. Còn cái từ conservative tức là bảo thủ, không thể là một cái tầm nhìn bảo thủ được, đúng không? Tầm nhìn xa trông rộng thì ở đây nó theo kiểu là sáng tạo, đổi mới. Còn đáp án D, conventional, tức là kiểu thông thường thôi, thì chúng ta không chọn được. Và thông tin nào sau đây không được đề cập đến trong đoạn 3? Chúng ta sẽ tìm ra cho cô thông tin không được đề cập nhỉ? Vũ Truyền, Nguyễn Huy, các em chọn đúng rồi. Thì vừa rồi các em đọc đoạn 3, thông tin nào mà không được đề cập? Đây ạ. Cái bài này, cái đoạn này chúng ta sẽ phải xem nhé. Đáp án A, đáp án A là cái độ dài ghi chú của bà ấy so với bản gốc. Độ dài ghi chú so với bản gốc có, đúng không? Và trong bài người ta bảo là dài hơn, đúng. Đáp án B, cái thuật toán này được tạo ra cho cái việc sử dụng cái gì, công cụ phân tích. Thuật toán được tạo ra sử dụng cho công cụ phân tích. Đáp án C là cái suy nghĩ cá nhân của bà ấy về cái đặc điểm của cái ông này. Có nói là cái đặc điểm bà ấy có suy nghĩ như thế nào về cái người đồng nghiệp không? Và D là cái ý tưởng mà máy tính có thể được sử dụng cho những cái công việc ngoại trừ toán học. Thực ra bảo là ngoài đoạn 3 thì không đúng, tức là phải ở đoạn 2, 3, 4 thì mới đúng. Cái câu hỏi này ra chưa chính xác, đúng không? Tại vì chúng ta thấy là ABD, đó, ABD thông tin nó không chỉ ở trong đoạn 3, phải là 2, 3, 4 thì mới được. Thì chỉ chúng ta đọc hết thì cái đáp án C là cái suy nghĩ cá nhân của bà ấy về cái đặc điểm của cái người đồng nghiệp này thì không có được nói, đúng không? Không có nói là bà ấy cho rằng cái ông, cái người đồng nghiệp này ra làm sao, không hề có. Thế thì cái đáp án C sẽ là đáp án đúng. Câu số 27 là một câu suy luận nhỉ? Suy luận điều gì về cái ảnh hưởng đấy, trong cái công việc của cái bà này? Thì mình thấy ở đoạn cuối, đúng không? Đoạn cuối có đề cập đó, cô nói với các bạn là những cái câu hỏi suy luận thì phần lớn nó sẽ ở đoạn cuối. Đáp án A có ảnh hưởng rất ít. Đáp án B là những cái máy tính hiện đại bắt nguồn từ ý tưởng của bà ấy. Và đáp án C là nó vượt xa cái công nghệ thời đại của bà ấy. Và đáp án D là bà ấy phải là người duy nhất hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cái phát minh này. Thì mình thấy là cái impact, cái infer ở đây, tức là cái ý tưởng của bà ấy vượt xa cái công nghệ của thời đại bà ấy. Thì cái cụm từ nó thể hiện từ vượt xa đấy chính là gì? Là long before the development of modern computer, đúng không? Đấy, chúng ta thấy ở đoạn cuối đấy, và đặt nền móng cho thôi. Thế câu số 27 đáp án đúng, nó sẽ là đáp án C. Đó, cô thấy Ánh Dương chọn đáp án C chính xác. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án C nhé. Còn nhiều bạn bảo là cái máy tính hiện đại, tức là trước khi cái, trong bài người ta nói là long before, trước khi có cái sự phát triển của máy tính hiện đại, đúng không? Và đặt nền móng cho cái ngành khoa học máy tính, đúng không?
Thế thì mình thấy nó không phải là bắt nguồn máy tính hiện đại bắt nguồn từ bà ấy không đúng, mà phải là trước cái sự phát triển của máy tính hiện đại. Nó khác nhá. Nên câu 27 chúng ta chọn C. Đó, cô thấy có anh Dương chọn C đúng rồi. Từ stem from tức là bắt nguồn từ. Vũ truyền hiểu chưa? Stem from tức là bắt nguồn từ. Thì trong bài nó không phải là bắt nguồn từ, mà trong bài người ta chỉ nói là có từ rất lâu trước khi có sự phát triển của modern computer, và không có nói modern computer stem from her ideas, đúng không? Đó, không không có nói như thế. Và chúng ta đọc câu số 29, đoạn nào tác giả nói về một cái người mà bà ấy làm việc cùng. Thì ở đoạn số 2 chúng ta không cần phải lướt lên trên nữa. Đoạn số 2 có đề cập đến collaboration, đúng không? Work with somebody. Thì cái cụm từ là work with somebody trong bài người ta dùng một cái collaboration. Đấy, người ta dùng cái từ là từ kết hợp, đúng không? Và câu số 30, đoạn nào tác giả khám phá ra cái intellectual ability, những cái khả năng trí tuệ vượt trội của bà đấy. Thì đoạn nào nói về cái khả năng trí tuệ vượt trội nhỉ? Bà ấy có một cái vượt trội như thế nào? Thì theo các bạn là cái khả năng trí tuệ ở đây sẽ là đoạn 1 hay đoạn 4? Cái intellectual ability, cái trí tuệ của bà ấy nhỉ? Các em nhìn vào đoạn 1 đây. Ở đoạn 1 có nói về một cái từ mà liên quan đến trí tuệ, đó chính là cái từ intelligence, đúng không? Cái intelligence và passion của bà ấy dành cho môn toán thì đã set her apart. Đó, set her apart. Vậy nên câu 30 chúng ta có chọn được là A không? Hay là đáp án D? Mình thấy là giữa đáp án A và đáp án D. Đó. Có hai đáp án này là hơi lờ mờ nói về cái intellectual ability. Còn ở đáp án D nhá. Đáp án D là đoạn cuối thì phần số 4 này. Phần số 4, xem là các bạn xem là phần số 4 nói về intellectual ability. Chúng ta cố gắng tìm ra một từ nó thể hiện cái intellectual ability nhé. Thế đoạn đoạn 1 và phần dưới là đoạn 4. Theo các bạn, chúng ta sẽ chọn A hay là chọn D? Trần Nhung bảo là đoạn 4 ạ, nó nói về tầm nhìn xa trông rộng. Còn Nguyễn Cường thì chọn đáp án A. Bạn Sterling bảo là chọn đáp án D. Trà My bảo là em nghĩ là cái phần vượt trội nó phải đoạn 4 ạ, vì nó nói về cái phần tầm nhìn xa trông rộng. Nếu mà đoạn 4 nhé. Ở đoạn 4 thì nó nói về cái thành tích của bà ấy, đúng không? Cái khả năng tầm nhìn của bà đấy. Nhưng mà chúng ta nhìn cho cô cái từ là intellectual. Các bạn thấy là cái từ intellectual với cái từ intelligence ở đoạn 1 nó có sự liên quan không? Trần Ngọc ở đoạn C, thực ra câu này chỉ tập trung ở đoạn 1 và đoạn 4 thôi. Đúng không? Đoạn 2, đoạn 3 không 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 có nói về intellectual. Thành viên muốn hỏi bảo là em thấy đoạn 4 là bài có suy nghĩ trước thời đại với cả cái tầm nhìn xa trông rộng. Đáp án D thì nó nói rất là chi tiết, đúng không? Các bạn thấy là đáp án D nó nói rất là chi tiết, đó đúng là in detail luôn. Đó, set apart đấy chính là visionary thinking, đúng không? Có cụm từ visionary thinking. Còn ở đáp án A đoạn 1 thì nó chỉ nói đơn giản là cái trí thông minh, nhưng mà không có nói thông minh cụ thể như thế nào. Đúng không? Không có nói là thông minh vượt xa bạn bè cùng lớp hay hay là bài có thể học vượt cấp chẳng hạn. Đấy. Thì mình thấy là rõ ràng là đáp án D nói về cái intellectual là cái visionary thinking. Cái visionary của thinking là bài không chỉ coi nó như là một cái công cụ tính toán mà còn được sử dụng nhiều hơn là create music, art and more. Đúng không? Thế nên câu số 30 các em chọn đáp án D là đáp án chính xác. Đấy, chúng ta phải tập trung vào cái từ intellectual ability in detail. Đó, đáp án A nó không có được in detail. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái bài số 1. Bây giờ các bạn sang bài số 2. Nói về không gian sống xanh đô thị như là công viên này, vườn hoặc là các mái nhà xanh đang dần trở nên vô cùng phổ biến tại các cái quy hoạch thành phố. Và những cái sáng kiến này nhằm mục đích là nâng cao chất lượng cuộc sống ở các cái khu vực thành thị và giải quyết một số những cái thách thức về môi trường. Thì ở cái đoạn này nó nói về cái sáng kiến không gian xanh, đúng không? Tức là người ta trồng cây à? Đấy, không gian xanh ở các công viên, nhà vườn, đúng không? Là green roof.
Và sang đoạn 2 người ta nói một trong những cái lợi ích chính của không gian xanh đó chính là cái khả năng. Đây, một trong những cái lợi ích chính nhỉ. Lợi ích chính của không gian xanh đó chính là cái khả năng cải thiện chất lượng không khí. Đấy, chất lượng không khí. Khả năng cải thiện chất lượng không khí. Và cây thực vật và cây cối nó hấp thụ CO2, nó thải ra oxy. Điều này thì sẽ giúp làm giảm ô nhiễm ở các thành phố. Ngoài ra chúng còn trap, tức là nó còn bẫy, nó còn hút bụi, đúng không? Và các cái hạt khác trong không khí mang khiến cho không khí sạch hơn cho cư dân. Thì đoạn 2 nó nói về cái lợi ích, và cái lợi ích ở đây nói về lợi ích về không khí. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi liên quan đến đoạn này. Đó chính là câu 31 và câu 32. Theo các bạn ở câu số 31. Câu 31 này, cái cụm từ là "These green spaces play a crucial role in creating a more pleasant living environment." Chúng ta sẽ chèn nó vào cái vị trí nào? Đúng không? Chúng ta sẽ chèn nó vào vị trí nào? Thì dịch nghĩa là những không gian sống này. Vậy thì những không gian sống này là những cái gì? Đúng không? Những không gian sống này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường sống dễ chịu hơn. Đây nó giống như là một cái câu nói chung chung, và đoạn sau thì nó sẽ chi tiết hơn. Đúng không? Nó sẽ chi tiết hơn. Đấy, môi trường sống dễ chịu hơn như thế nào? Câu 31, Trần Nhung, Nguyễn Huy, Ánh Dương và Trà My chọn đáp án là D. Rất nhiều bạn chọn đáp án D, còn Cường thì chọn đáp án là A. Không có bạn nào chọn B à? Phần này không có ai chọn B à? Nếu mà cho ở vị trí số 4, vị trí số 4 người ta nói là những không gian sống này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một cái môi trường sống lý tưởng. Những cái green spaces này, một trong những cái lợi ích chính của urban green spaces đó chính là cái khả năng cải thiện chất lượng không khí. Và ở đoạn 1 là những cái green spaces này, thêm vào đó, nếu như mà các bạn chọn ở vị trí số 4 nhá, nếu mà các bạn chọn vị trí số 4 tức là làm sao? Ở đây chúng ta sẽ băn khoăn giữa là A vị trí số 1 hay là D vị trí số 4. Nếu mà các bạn chọn A tức là các em sẽ đưa nó lên trước, đúng không? Còn các em chọn D tức là các em sẽ liệt kê trước rồi các em tóm lại sau. Thì câu 31 xem là cái đáp án gì nó đáp áp đảo hơn. Có thể xem câu in đậm như câu chốt lại được không ạ? Đấy, thì cô đang hỏi là cái câu in đậm ở đây các bạn sẽ cho nó là một câu chốt lại hay là một cái câu giới thiệu rồi mở rộng ra. Thì cô thấy Ngọc Mai này, Đoàn Thư, Cẩm Bình chọn đáp án là A. Đó, rất nhiều bạn ban đầu thì một loạt các bạn chọn đáp án là D, đúng không? Sau đấy thì một loạt các bạn chọn đáp án là A. Còn Phương Thanh bảo là em nghĩ B hợp lý vì câu sau có this. Nguyễn Hà chọn đáp án A. Các bạn hiểu cái từ this ở đây là gì? Đúng không? Chúng ta sẽ phải hiểu cái từ this là đại từ thay cho cái danh từ được nhắc đến đằng trước. Là đại từ thay cho danh từ nhắc đến đằng trước. Thì ở đằng trước người ta đề cập đến urban green spaces. Và những cái spaces này nó đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra. Thì nó quan trọng như nào thì người ta sẽ giải thích ra như thế này, như thế kia. Vậy nên câu số 31 đáp án đúng. Theo cô đó sẽ là đáp án A. Đó, đáp án đúng sẽ là đáp án A nhé. Nó sẽ đáp án A dựa vào cái từ this nhé, dựa vào cái từ this. Và câu số 32, cái từ trap, đó trap, cái bụi, đúng không? Trap, bụi, tức là nó sẽ hút bụi đấy. Đấy, cây xanh đúng không? Cây xanh thì nó sẽ trap dust, nó sẽ hút bụi. Thì đây release là nó thải ra làm giảm, cân bằng thì không đúng, nó sẽ hút, nó sẽ bắt, chộp, đúng không? Thì mình thấy cái từ catch nó phù hợp hơn. Câu 32 chúng ta chọn đáp án A. Tiếp theo sang đoạn số 3. Đoạn số 3 thì người ta nói này, ở cái không gian xanh thì cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong cái việc gì? Trong cái việc quản lý nhiệt độ đô thị. Thì bên trên nói về không khí này, bên dưới thì nói về nhiệt độ, đúng không? Các thành phố thường gặp phải một cái hiệu ứng đó chính là cái đảo nhiệt. Như là bê tông hoặc là nhựa đường ấy, nó sẽ hấp thụ nhiệt và khiến cho nhiệt độ cao hơn so với các cái khu vực xung quanh. Bằng cách tích hợp những cái không gian xanh này thì có thể làm giảm nhiệt độ bề mặt và nó sẽ tạo ra các cái khí hậu mát mẻ hơn. Điều này nó sẽ giúp làm giảm cái nhu cầu sử dụng điều hòa không khí
Từ đó thì sẽ làm giảm cái mức tiêu thụ năng lượng và phát thải nhà kính. Thì cái lợi ích thứ hai được đề cập đó chính là gì? Đó chính là giảm nhiệt. Đúng không? Giảm nhiệt. Lợi ích thứ nhất là có lợi cho không khí. Lợi ích thứ hai là giảm nhiệt. Thì bây giờ chúng ta trả lời cái câu hỏi mà người ta paraphrase đây. Đấy, câu số 35 ở đoạn 3. Cái cụm từ nào best paraphrase thì không gian xanh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhiệt đô thị. Đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhiệt đô thị. Đáp án A là giúp làm giảm nhiệt độ đô thị là đúng. Còn B giúp làm tăng là sai. Đáp án C không có ảnh hưởng gì là sai. Còn D chỉ có lợi cho cái local plant life, cho cái đời sống thực vật địa phương là sai. Nó không thể paraphrase được. Đúng không? Mình thấy câu này dễ quá. Đấy, paraphrase cái này dễ quá. Tại vì là cái từ managing, ở đây người ta dùng từ reduce cũng ok, đúng không? Rồi chúng ta sang đoạn số 4. Các em trả lời cái từ they ở đây là gì? Đoạn số 4 người ta nói là hơn thế nữa, những cái khu vực xanh này nó còn hỗ trợ đa dạng sinh học bằng cách là cung cấp môi trường sống cho nhiều loài thực và động vật. Chúng đóng vai trò như là nơi ẩn náu cho các cái động vật hoang dã. Vậy thì chúng ở đây là gì? Đó chính là green areas, là những cái khu vực xanh đấy, đúng không ạ? Và người ta nói nhé, bằng cách là khuyến khích nhiều loài sinh vật nó sinh sản, nó phát triển thì cái không gian xanh nó sẽ góp phần vào cái sức khỏe tổng thể của hệ đô sinh thái. Thì toàn có nói về lợi ích thôi. Lợi ích tiếp theo nói về đa dạng sinh học. Đó, biodiversity. Như vậy là ba cái lợi ích rồi. Và đây chúng ta trả lời được đó chính là green area. Sau đoạn số 4, về mặt xã hội thì không gian xanh nó còn mang đến cho cư dân cái sự giải trí, đúng không? Gắn kết cộng đồng, làm giảm stress này, cho thành phố trở nên đáng sống hơn và thú vị hơn. Thì cái lợi ích thứ tư được đề cập đó chính là lợi ích về giải trí nha. Lợi ích về giải trí. Và sau đoạn cuối thì không gian xanh đô thị mang lại những cái lợi ích về môi trường, người ta tóm lại. Đấy, đoạn cuối là nó tóm lại các cái lợi ích, đúng không? Cải thiện về không khí này, điều hòa nhiệt độ này, hỗ trợ về sinh học này, còn mang đến những cái sự cần thiết cho sự phát triển bền vững của đô thị này, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có đúng là đoạn cuối nó tóm tắt lại hết các cái lợi ích, tóm tắt lại các cái lợi ích đó, lợi ích về về chất lượng không khí, về nhiệt độ, đúng không? Về đa dạng sinh học, về giải trí. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy ở đoạn số 3 có một cái loài thực và động vật có lợi ích từ cái green spaces. Câu số 3 đó chính là gì? Là động vật hoang dã. Nên chúng ta dễ dàng chọn được câu số 33 là đáp án D. Đúng không? Mình dễ dàng chọn được. Do những câu này nó khá dễ cho nên mình sẽ chọn luôn như thế. Câu số 34, một trong những cái lợi ích chính của green spaces đó chính là gì? Câu số 34. Tức là điều hòa không khí, đúng không? Chúng ta thấy cụm từ được nhắc đến ở đây đó chính là one of the primary benefit. Thì one of the primary benefits đây vẫn là cái từ primary benefit luôn, người ta không có paraphrase gì hết, đúng không? Người ta không có paraphrase cái từ primary benefit nên chúng ta trả lời được luôn câu số 34 là đáp án B. Thì theo cái này các em chỉ cần gióng thôi, nó dễ hơn so với pho minh họa đấy, đúng không? Pho minh họa là người ta sẽ dùng các cái cụm từ để paraphrase chứ không dùng nguyên si cái cụm từ ở trong bài đọc như thế này. Và cái từ they vừa chúng ta trả lời đó chính là green areas. Câu 38, đáng sống. Đó, đáng sống, lý tưởng để sống, đúng không? Thì trái nghĩa thì sẽ là không sống được. Đấy, trái nghĩa thì sẽ là không thể nào sống được. Nên các em chọn A, còn C là bền vững, còn đáp án D. Đáp án D chúng ta dịch là gì? Là kiểu nó không bình thường. Đấy, không thông thường. Cái thông tin nào nó best summarize đoạn số 5? Đoạn số 5 chúng ta thấy người ta tóm lại, đúng không? Xem là đoạn số 5 hả? Cái thông tin của đoạn 1 này, đoạn 2 này, đoạn 3 này, đoạn 4 này, đoạn 5. À, đoạn số 5 vừa như vừa rồi cô có tóm tắt đây, nó chính là cái lợi ích về giải trí. Đoạn số 5 nói về lợi ích của giải trí nha, lợi ích của giải trí, lợi ích của không gian xanh trong cái giải trí đó. Thì đáp án đúng nó sẽ là recreation and improve mental well-being. Đây, vừa đề cập đến giải trí và cái sức khỏe tinh thần, đúng không?
Còn đáp án A là nói về giảm ô nhiễm thì không đúng. Đáp án C tạo ra nhiều công việc không đúng. Đáp án D shopping and dining không có đề cập đến trong bài. Các bạn thấy loại trừ nó dễ quá đúng không? Loại trừ dễ quá tại vì chẳng có nhắc gì cả thì loại được luôn. Đấy, nhưng mà trong form minh họa thì các em thấy là nó cho nó cứ giống 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 nhau thì mình loại trừ nó khó hơn nhé. Ừ. Thôi đề này xứng đáng là đề giữa kỳ, đề cuối kỳ chắc chắn là sẽ khó hơn. Câu số 39, long term impact. Câu 39 này, cái tác động lâu dài của đô thị xanh đối với thành phố là gì? Đó chính là gì? Tác động về lâu dài nhé. Chúng ta thấy trong bài nó có đề cập đến cái long term impact không? Đáp án A có đề cập đến giảm dân số không? Có nói gì đến giảm dân số không nhỉ? Hay là làm cho thành phố trở nên đắt đỏ hơn? Không. Hay là gì? Làm giảm ô nhiễm. Nó không hiệu quả trong việc làm giảm ô nhiễm. Chúng ta thấy về long term impact đó chính là gắn kết đúng không, và hạnh phúc cộng đồng, cái community bonds and happiness đó chính là cái overall well being của người ta ấy, tức là cái sức khỏe tổng thể, hạnh phúc tổng thể của con người, nên chúng ta chọn B. Câu 40, cái thông tin mà tóm tắt nhất cả bài thì chúng ta vừa rồi cô có tóm tắt cho các bạn lợi ích của không gian xanh trong việc gì, chất lượng không khí này, giảm nhiệt này, rồi là lợi ích về vui chơi giải trí đúng không. Đó, những cái lợi ích vừa rồi chúng ta mới tóm tắt xong thì đáp án đúng ở đây nó sẽ là đáp án A. Còn như đáp án B thì nó nói về động vật hoang dã, là biodiversity đúng không, thì nó cũng không thể bao quát hết cả bài được. Hay nói về giao thông không đúng. Còn cái gì, có phải là làm căng thẳng cho cư dân không ạ? Không đúng, không phải là giảm căng thẳng, giảm đa dạng sinh học, không phải giảm đa dạng sinh học. Đúng không? Nó sai ở cái từ giảm đa dạng sinh học. Nên câu 40 chúng ta dễ dàng chọn được A. Thành viên muốn hỏi bảo là sao dây ở câu số 36 không phải là natural habitat. Em hay làm sai cái câu về đại từ quy chiếu đúng không? Những câu đại từ quy chiếu thực ra nó là có thể coi là những câu dễ nhất trong đề đấy em ạ. Đây các em thấy nhá, furthermore, cái từ dây nó phải thay cho cái danh từ được đề cập đến đằng trước. Thì furthermore, những cái khu vực xanh này nó cung cấp cái đa dạng sinh học bằng cách là gì? Cho cái môi trường sống cho động vật thực vật, và chúng serve như là một cái nơi trú ẩn cho động vật hoang dã. Vậy thì cái gì là nơi trú ẩn cho động vật hoang dã? Đó chính là những cái không gian xanh ở được đề cập đến ở bên trên. Đấy chưa? Đó, cô hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nhóm kín vào tối mai và hẹn gặp lại tất cả các em trên top top vào tối thứ tư nhá. Bài học ngày hôm nay của chúng ta tới đây là kết thúc. Sunna goodbye and see you. Cô chào tất cả các em.